chuyến này thì hai cái lớp mơ trước thì thay mới rồi cả nhà, hai lớp sau thì ốp zin thay xe nó, thì vỏ là vỏ ốm ha, gai lì thì nó còn rất đẹp luôn đó. Em này thì nó là zin hết luôn nha, zin hết nguyên con luôn đó. Cái vỏ sau nó em nói là gai lì nha, cái mâm em nói là mâm zin luôn, vỏ thì phải nói là còn thấy còn đẹp nha cả nhà. Mười hai chấm bốn trên 11 trừ 28 nha, mâm em nói là mâm zin nè, sơn trắng. Cái này thì đó zin em nói là còn cái hiệu của nước ngoài nó còn, nó xếp râm râm đó cả nhà. Cái lớp trước là 8 trừ 18 nha, mâm nên nó là mâm zin. Thì cái sơn này thì do nước ngoài là sơn chuyển vậy thôi, ở kho bãi này không có sơn lại, bên nước ngoài sao là để vậy thôi cả nhà. Cái lớp trước thì có thay rồi đó nha, lớp trước thì bên kho bãi thay mới rồi à, cả nhà khỏi lo cái vụ mà vỏ lớp mòn vậy ha. Đó, cặp lớp này thì thay hết luôn rồi cả nhà. Cái gai của nó em nó còn nè, đây cái đùi trước em nó nè, em nói rất đẹp nha, nước sơn em nói sơn zin hết nha, chưa dặm chưa sơn gì hết đó, chùi rửa sạch sẽ, tại vì kho bãi bên đây thì lựa chọn chiếc xe đẹp thì cho cả nhà ha, giá cả thì cả nhà cứ gọi đến trực tiếp kho bãi nha. Thì chủ yếu thì mình mua mình lựa chứ những xe đẹp như vậy thì mình mua về xài an tâm hơn cả nhà. Đó, sơn zin em đó còn là nguyên bản luôn nè. Đây mình nè, chiếc này là 4 máy luôn cả nhà, chiếc này là 4 máy luôn nha. Rồi để mình mở cho cả nhà xem cái chiếc này, coi cho cả nhà coi cái máy em nói nha. Chiếc này là 4 máy nha. Đó, bên kho chùi rửa sạch sẽ nhìn thấy đã lắm cả nhà. Đó, đẹp lắm nha. Cái khung sườn này thì nó có xét râm râm thôi. Phần trên nè. Trên em nói nè cả nhà. Trên máy trên em nói nè. Cái nắp bồn của nó còn ở trong còn rất mới nha, tem này kia còn nguyên zin em nó luôn đó. Đó, còn cái bô em nó thì còn sát râm râm thôi, chưa có gì hết. Rồi để mình dặn lại vị trí, trả lại vị trí này cả nhà. Cái này thì cái khung sườn để mua che của em nó nha. Đó đây cái khung sườn em nó nè cả nhà.
thì nó là enzyme nha. Đó, enzyme luôn. Cái phần này sau cái khung xương này còn rất đẹp ha, còn rất là cái hàng viên em nói luôn đó nha, đó viên nguyên bản em nói luôn đó. Số giờ em nói chạy là 1543 giờ nha, tại lái còn rất đẹp luôn cả nhà. Nước sơn em nói nè, còn rất nước nha. Bên đây thì rửa sạch sẽ rồi bóc vào lại là thấy còn rất mới nha. Hàng zin em nói như vậy đó cả nhà. Mình đánh bóng lại là thấy nó láng à. Cái phần trong em nói nè, còn rất đẹp luôn nha. Đó, cái đùi sau em nói là cả nhà. Thì nó có râm râm xét đây cả nhà, hàng zin đó mà. Qua đã qua sử dụng rồi nên nó có những cái điểm xét nhẹ nhẹ nha. Đó, cái đùi em nói nè, trong bên đây nè, mình dò cho hai cái cho cả nhà xem cái rõ nha. Đó, chi tiết sẽ phần sau em nói nè. Trong này còn rất mới luôn cả nhà. Rồi chiếc xe này nằm ở bên kho bãi phát nha cả nhà, thì số điện thoại mình có để dưới phần mô tả, thì cả nhà cứ gọi trực tiếp bên kho bãi nha để biết thêm chi tiết và giá cả xe em nói nha cả nhà. Rồi mình cảm ơn cả nhà rất nhiều.